Vâng, chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Huấn Vina. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái mẫu nhà ống với diện tích chiều mặt tiền là 5m và chiều sâu là 18m. Đấy, tính cả phần hiên, chưa tính phần lồi phía sau. Phần lồi phía sau làm nhà ăn là 3m nữa. Đấy, là hơn 20m. Một cái mẫu nhà ống. Đấy, phong cảnh quê hương. Đây, lúa đang lên này, các bạn quan sát này. Đấy, rất là xanh tươi luôn, nhà quê. Đấy. Cái phần hiên này thì có 3 bậc đi lên và chìa ra là 1,5m. Đấy, các bạn quan sát, đây là cái phần mặt tiền chính ở phía trước này, có phần hiên lồi ra và có 2 cột hiên này. Ngôi nhà đã hoàn thiện cái phần xây là bằng khẩu xây 20 gạch đặc. Đấy. Móng thì móng ép cọc luồng. Đây, cọc luồng vẫn còn ép còn thừa đây. Đấy, móng thì nhà quê đất thổ nên ép cọc luồng thôi. Rất là đơn giản thôi. Đấy, đến giờ phút này là mới hết có 150 triệu. Các bạn nhá, tổng vật liệu là 150 triệu. Bằng khẩu đây. 150 triệu chưa đổ mái. Các bạn quan sát. Mới hết có 150 triệu thôi. Tổng bằng khẩu chưa đổ mái đây. Đấy, phía trước thì có một cửa chính này và một cửa phụ là cửa sổ này. Đấy. Ngôi nhà thì quay cả hướng nam và cả hướng đông. Đấy. Hệ bậc tam cấp đi lên đây. Đấy. Do phía bên đông này thiết kế thêm 2 cửa to, cho nên phía đằng trước này chỉ thiết kế một cửa nhỏ xinh này thôi. Đấy, đơn giản, nhỏ xinh. Tại vì bên đông là 2 cửa to rồi. Đấy. Phần chiều cao của nhà này là 3,7m. Cao là 3,7m. Đấy. 3 bậc tam cấp đi lên này. Đấy, đây là phần bên hông và đi ra cửa đằng trước đây, cổng đằng sau đây. Đấy. Đằng trước như là thành đằng sau. Đấy. Phía bên này thì có 2 hệ cửa chính nữa này. Đấy, 2 cửa chính nữa và 1 cửa sổ phụ đây. Đấy, các bạn quan sát. Thiết kế rất là đơn giản. Đấy, phần hiên này. Hiên phía trước đây. Đấy, chúng ta sẽ vào tham quan phòng khách. Phòng khách này thì tương đối là rộng. Diện tích là 27m². Đấy, tương đối là rộng. Đúng theo kiểu nhà 3 gian luôn. Mà thực tế là 3 gian. Đấy. Rất là rộng luôn. Hệ phòng khách đây. Đấy. Cửa sổ này và 2 cửa đi sang bên hông này. Đấy, thiết kế rất là đẹp. 2 cửa sổ thoáng này. Đấy, thiết kế theo kiểu 3 gian luôn, 2 cửa sổ bên hông. Đấy. Các bạn quan sát 27m², rất là rộng luôn, đã xây bằng khẩu này. Đấy, đây là 2 cửa chính nhé. Đấy, 2 cửa chính này, 1 cửa sổ này và 1 cửa chính nữa đi về phía đằng trước này. Đấy, đây sang nhà bên cạnh này và đây là khu vực của hành lang này. Đấy, vào ô cầu thang này và phòng ngủ này. Đấy, phòng ăn ở sau cùng, được làm bán mái thôi. Rất là đơn giản. Đây. Và đây là khu vực của ô cầu thang này. Đấy, nhà vệ sinh thì được thiết kế ở gầm cầu thang này luôn. Đấy, nhà vệ sinh thì làm âm xuống. Ô cầu thang, và đây là bậc thang đi lên này. Ô cầu thang này là 2m các bạn nhé. Đấy. Cầu thang có ô thoáng này. Đấy. Nhịp chiêu nghỉ cầu thang lên tầng 2 này. Đấy. Đây là cửa này, đi ra phòng khách này. Thiết kế rất là hợp lý luôn. Đơn giản nhá. Đấy, đây là khu vực của hành lang này, đi xuyên sang đây, khu vực hành lang thì được thiết kế đổ lửng này. Đổ lửng để chứa đồ cho khu vực phòng ngủ này. Đấy, đây là phòng ngủ này, diện tích là 11m² này. Quân sinh. Đấy, các bạn quan sát chưa? Đấy. Đây. Phòng ngủ có cửa sổ thoáng này. Đấy. Và đây là khu vực của bên cái hành lang này. Đấy, đổ như này thì sẽ chứa được đồ cho cái phòng này, ví dụ như chăn ga gối đệm chúng ta có thể bỏ lên đây. Đấy, và đây là cửa ra đây. Và đây là khu vực xuống, khu vực phòng ăn ở phía sau. Đấy, khu vực phòng ăn này diện tích là khoảng 14-15m², bán mái phía sau luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.
Đây là diện tích khu vực hướng đông đấy, phía cổng vào đây. Rồi, xin chào và gặp lại các bạn video sau nha.